Sáng nay, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hàn Quốc. Gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến ngài Tổng lãnh sự Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, hiện Thành phố Hồ Chí Minh là cầu nối và gắn kết với 7 địa phương của Hàn Quốc. Thông qua các chương trình xúc tiến kinh tế, trao đổi văn hóa du lịch, kim ngạch giữa Việt Nam Hàn Quốc, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng trưởng. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định sẽ cố gắng để mọi hoạt động của hội góp phần làm sâu đậm thêm tình cảm, sự tin cậy, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Nhấn mạnh việc hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Shin Jong-in chia sẻ, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam là bước cụ thể hóa hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Vui mừng khi Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kwangun Hàn Quốc đã tiến hành hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chip điện tử, mạch bán dẫn. Tổng lãnh sự Shin Jong-in bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều dự án khác, góp phần cho sự phát triển của thành phố và thúc đẩy mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.